Mới đây, Mallorca Daily Bulletin đã cập nhật thêm thông tin chi tiết vụ việc của hai nghệ sĩ sau khi bị cô gái 17 tuổi người Anh tố có hành vi đòi bại. Majorca Daily Bulletin cho biết hai người đàn ông vốn là những cái tên nổi tiếng ở quê nhà đã gặp cô gái người Anh ở một nhà hàng tại Andras, một đô thị trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha sau đó họ đưa cô gái quay lại khách sạn của mình nơi cô gái bị ép quan hệ trai gái cô gái đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc và quay lại nhà hàng báo cho cô của mình người này đã liên hệ với cảnh sát ngay lập tức theo truyền thông địa phương hai người đàn ông đã bị phát hiện ngay sau đó đã bị một số khách du lịch người Đức và bồi bàn của nhà hàng khống chế cho đến khi cảnh sát đến. Hai người đã được tại ngoại nhưng không được phép rời Tây Ban Nha trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm. Còn cô gái người Anh đã về nước cùng gia đình sau khi cho lời khai chi tiết với cảnh sát địa phương. Liên quan đến vụ ồn ào của hai nghệ sĩ Việt, tờ báo này cũng cho biết hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ bao gồm một nhạc sĩ và một diễn viên lần lượt 42 tuổi và 37 tuổi là người có tên tuổi tại Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, hai nghệ sĩ này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc có hành vi đùi bại với một cô gái người Anh 17 tuổi. Cả hai nghệ sĩ đều đã xuất hiện ở tòa vào hôm 28 tháng 6 và đã được báo lãnh để tại ngoại nhưng bị giữ hộ chiếu. Tại tòa, cô gái đã khai rằng hai người đàn ông ở một khách sạn ở San Em, một thị trấn bên bờ biển phía tây Majorca, còn cô gái cùng gia đình ở một khách sạn khác họ gặp nhau ở một nhà hàng vào tối ngày thứ sáu sau khi trò chuyện thì họ có uống với nhau rồi ra bờ biển và tỏ ra thân mật sau đó cả ba cùng về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông nơi xảy ra vụ việc cô gái khai rằng hai người đàn ông đã bắt cô quan hệ và sau đó bắt cô đi tắm để xóa mọi dấu vết trên người cho đến thời điểm hiện tại danh tính hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại nước ngoài và cô gái vẫn được giữ kín nên hy vọng quý vị và các bạn bình tĩnh, không tin vào những lời đồn đoán mà hãy đợi thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng.